Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Như đã chia sẻ với quý vị và bà con, sau khi đi vào Biển Đông thì bão số 7 suy yếu rất nhanh. Sáng nay bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và lúc này thì nó đang có vị trí ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 650 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Theo dự báo của các chuyên gia thì trong đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ sẽ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí trung tâm áp thấp sẽ ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 420 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, trong ngày và đêm nay, vùng nguy hiểm trên Biển Đông, tức là vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên, được xác định là phần phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vì vậy, các phương tiện tàu thuyền vẫn cần hết sức chú ý, tuyệt đối không đi vào các vùng biển đã được cảnh báo. Tiếp theo, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió trên khu vực này vẫn tiếp tục duy trì theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ sẽ giảm hơn mỗi ngày. Đêm nay và ngày mai, tại đây sẽ có gió ở mức cấp 4 nhưng sẽ còn tiếp tục giảm hơn trong 2 ngày tiếp theo, tình trạng biển là không động. Các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân cũng như các chuyến tàu ra thăm đảo Cô Tô hay Bạch Long Vĩ đều có thể diễn ra thuận lợi mà không cần lo lắng về thời tiết. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong những ngày tới thì gió Đông Bắc trên vùng biển này cũng được dự báo có xu hướng giảm dần, hầu hết chỉ ở mức cấp 3, cấp 4 nên sóng biển không cao, biển khá êm. Thời tiết trên biển cũng khá ổn định, trời ít mưa, nắng kéo dài từ sáng đến chiều nhưng nhiệt độ cao nhất tại vùng biển này thì cũng hầu như không quá 29 độ. Vì vậy bà con ngư dân hoàn toàn có thể yên tâm khi tiến hành các hoạt động khai thác biển tại khu vực này. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, thời tiết tốt cũng được dự báo diễn ra trên khu vực biển này. Đêm nay và ngày mai gió trên khu vực cũng thổi đều theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ yếu, chỉ ở mức cấp 4 nên sóng thấp, biển êm. Thời tiết trong những ngày tới tại đây là khá tốt, trời ít mưa, tạnh ráo, có nắng cả ngày. Vì thế hoạt động đánh bắt hay các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và ngược lại có thể tiến hành thuận lợi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ trưa nay thì đã không còn có gió Đông Bắc mạnh nữa và dự báo cường độ gió trên khu vực sẽ còn tiếp tục giảm hơn trong đêm nay và ngày mai. Hầu hết chỉ có gió trung bình, tức là không vượt quá mức cấp 5. Tình trạng biển ổn định và thuận lợi hơn cho tàu thuyền hoạt động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Phú Quý và Côn Đảo, với sự suy yếu của khối khí lạnh phía Bắc, cường độ gió trên khu vực sẽ giảm dần trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là cùng với quá trình hoạt động mạnh hơn của những vùng nhiễu động, mưa dông được dự báo sẽ gia tăng hơn trong ngày mai nhưng mà không quá mạnh. Vì thế, các phương tiện tàu thuyền vẫn có thể lưu thông và đánh bắt trên khu vực biển này. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Tại đây tiếp tục có gió yếu chỉ khoảng cấp 3, cấp 4 nên sóng thấp, biển êm. Tuy nhiên, từ chiều tối mùng 3 tháng 11, mưa được dự báo sẽ gia tăng, khiến cho tầm nhìn giảm thấp cùng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, nên bà con ngư dân cũng cần hết sức chú ý. Vùng biển Vịnh Thái Lan, từ nay cho đến những ngày cuối tuần thì gió trên vùng biển này thổi yếu và biển êm. Thời tiết biển lại ít mưa, ngày trời nắng, vì thế đây tiếp tục là vùng biển lý tưởng trong hoạt động lưu thông cũng như đánh bắt của tàu thuyền. Với khu vực Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa, từ ngày mai vùng áp thấp suy yếu, không khí lạnh cũng không còn tăng cường xuống nước ta, vì thế gió sẽ giảm hơn trên toàn khu vực, hầu hết chỉ ở mức cấp 5 nên biển cũng không còn động. Thời tiết ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền ra khơi. Với khu vực giữa Biển Đông, từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây chỉ có gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, biển không động. Trong khi mưa rào và dông thì cũng không xảy ra nhiều, hầu hết chỉ thoáng qua một vài nơi nên tầm nhìn thoáng đãng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố lốc cũng không có cơ hội xuất hiện. Vì thế bà con ngư dân hoàn toàn có thể yên tâm cho tàu thuyền của mình khai thác trên khu vực biển này. Với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây, nằm xa hơn về phía nam, trong đêm nay và ngày mai thì khu vực này được dự báo sẽ có mưa dông nhiều. Nguyên nhân là do dải mây dông ở phía bắc đang có xu hướng hoạt động mạnh dần và nâng dần lên phía bắc, gây mưa rào và dông ở diện rải rác. Tầm nhìn xa vì thế cũng giảm xuống cùng dông lốc và gió giật có thể đi kèm, nên bà con cần hết sức chú ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.